Bây giờ là 10 giờ tối. Mình không có nấu mà mình đi lấy nước để mình ngâm nếp. Nếp này vợ mình mua chắc khoảng 2 kg. Để mình đổ vô đây mình ngâm. Ngâm nếp này để cho nó mềm, sáng nó mềm. Để mình nấu cơm nếp. Ủa, không phải. Nấu xôi. Nước này nó dơ quá, mình đổ ra. Mình hứng nước khác này. Rồi, giờ mình ngâm tới sáng mai. Nó là lần mua trái kia gai bự đúng không? Trái này gai những người loại nhỏ. Nó ra có hai loại, loại trái bự, loại trái nhỏ. Cơm nó ăn sống được không? À. Xào trứng nha. Rất mời gà quá. Nó nhiều. Tách hộp ra. Mình chỉ lấy cái phần cơm thôi. Cái hộp nó rất là cứng. Cái hộp nó giống như là cái con rùa nắp vậy ha. Hộp nó nhìn mắc cười. Cứng. Hộp nó rất là cứng. Được nửa tô cái cơm gấc. Nhìn cái màu nó y như máu, y như huyết, bỏ vô một tí muối, nhiều gì? Mình bỏ cái sao phải bỏ muối vô? Muối tan không? Mình phải chuẩn bị miếng rượu trắng. Chừng 2 muỗng nhỏ. Để mình tán này xong cái mình bỏ rượu vô, nó sẽ cái làm cái màu nó rực hơn. Bỏ khoảng 2 muỗng cà phê ha. 2 muỗng canh. 2 muỗng canh này. Nhiều không? 2 muỗng canh. 2 muỗng được rồi. Muốn ăn canh thì mình bỏ khoảng muỗng thôi, bỏ nhiều quá thôi chắc có rượu để giữ cái màu đỏ nó tươi. Vậy là ăn cái này khỏi rượu. Con rượu sẵn à.
Màu đẹp thiệt. Bớt nhẹ, bớt mặn nó để nước nát thôi. Các bạn bớt nhẹ nhẹ, cái bớt mạnh quá cái nếp nó gãy làm hai làm ba hết, thành tấm luôn, thành tấm nếp. Tại vì ngâm một đêm nó mềm quá, nó mềm, ngâm 7 tiếng một hồ. Rồi coi nè, đẹp quá ha. Chưa có hết mà nó đỏ vậy nè, hồi nãy tưởng đâu một cái không đủ. Nãy là 2 ký một lượt. Tại vì thấy thịt nó ít, sốt ruột nó đỏ rồi nè. Trời ơi, này hồ đỏ dữ nữa. Này là trái dừa gám, mình nạo một chút mình ăn chung với xôi. Rồi còn cái này là mình để mình vắt, mình nấu chung với nếp. Còn thấy mình mới nạo dừa, mới biết nạo dừa mình nạo đẹp không? Cái còn cái phần này là mình phải nạo vô, cái phần còn lại này á, cái phần này cái dầu nhiều lắm, cái nước cốt nhiều lắm, nó béo rồi nhờ cái phần này nè. Nhưng mà cái phần này nếu mình nạo thì nó hơi xấu, nó có đen đen, nó chốc ra. Nhưng mà mình sẽ nạo, mới vừa nạo xong hai cái trái dừa. Cái này mình nạo hơi mạnh tay, nạo hơi mạnh tay nó chốc ra luôn nguyên miếng. Miếng này béo lắm. Nào không quen nó, nó mệt, ngồi nó mỏi. Mày nước dừa của trái dừa nãy. Nước dừa hả? Cho nó ngọt. Nước dừa. Tận dụng nước dừa. Trộn, ủa hồi mình trộn vô trong nếp đó. Nếp. Nấu trực tiếp hay là mình hấp? Hấp. Nước cốt dừa. Nhiều nước không? Nhiều. Cần nhiều không? Ít. Lấy nước đậm nạc này để riêng, vắt thêm miếng nữa, hồi thiếu cái bỏ nước giảo vô sao. Cái này nước giảo xi cua hả? Cua, thiếu bỏ vô. Cái gì lâu lâu làm không có biết, nhanh chừng. Nấu lần này ta. Dán nước cốt dừa tốt lắm á, khỏi tập thể dục. Thấy không? Khỏi tập tạ. Cái này lâu không? Mắt hồi đổ vô nước à, ngang mắt đó, rồi nó có hơi nước ít quá nó có hơi nó hơi nó không nổi vậy. Ngồi nhiêu lá chuối đường ha, thôi chiên thêm miếng giấy lên nè, xé cho tét ra, cho ra hơi. Này đúng như là làm bằng miếng giấy thưa vậy đúng không? Miếng giấy thê à. Thì đổ nếp vô hả? Đi rồi. Đổ hết vô. Hết luôn hả? Cái nồi này nấu 3 ký. Cái gì hả? Cái sâu này đậu hết nó mà. Vậy đó.
tiên coi hấp xôi luôn. Cái bếp này mình đứng gần đây nó nóng lắm. Thấy gì chứ lửa nóng. Nấu một chút xong rồi mình đổ nước cốt vô. Xớ lên. Nó dài quá. Xơ cho nó chín đều. Xơ đặng cho nó có hơi. Thôi ngứa đi. Ngứa đi một lát rồi hả? Ngứa một lần hay là nhiều lần? Nhiều lần. Nhiều lần. Dắt rồi vớt vớt cái nước cốt kẹo á. Sao tao thấy gì mà lỏng dữ vậy? Đây, cái này là tao này lo cốt nè. Dắt gì đâu mà lỏng quá. Dắt nhiều nước quá. Dắt cho nó kẹo kẹo nữa. Rồi để nắp lại. Dắt gì mà cái lỏng quá, mà chế gứa gứa cái nó chặt nhẹp nước không. Cứ lâu lâu mình gứa hoài chừng nào nó hết thôi không á. Màu đẹp quá. Xôi này phải kiếm heo quay nữa. Sáng phải mua miếng thịt heo quay về ăn chung với nó. Xôi hấp, hấp xôi. Vậy mà con cứ tưởng là bỏ vô giống như nấu cơm. Đây có cây thần đèn này các bạn. Đó, cái thần đèn đó. Dưới nó cốt lần 3 cũng là lần cuối. Nó gãy thì cho gãy thì sao. Thêm thêm không? Thấy nó cốt xịt. Miếng gất này nó chưa tan nè. Này là nước cốt xịt cua. Anh coi coi nó mềm. Mềm. Ăn thử một miếng ha. Ăn cái trong máy á, cho nó mới gớt. Chín chưa? Cũng mềm rồi. Mềm chưa? Gần chín rồi. Gần ăn được rồi. Rồi, xôi chín rồi. Thơm bát ngát. Nóng. Mình phải thử nó mềm không. Vừa ăn. Rồi xong rồi.
Bưng đi bán. Nhi đi bán nha. Nha. Bán Nhi cho tiền hết. Chịu không? Sau này bán lời lắm anh. Lời. Ừ, mua con cái giữa nếp mà bán nhà mỗi vít 5 ngàn có một cục nhỏ nhỏ vậy. Mình nấu công cực. Ừ. Quan trọng là bán hết lời được nhiêu kìa. Con cái giữa mà nhóc. Gói 5 ngàn. Bán được nhiêu gói? Anh vít đi cứ mỗi ngày 5 ngàn. Lời không? Mỗi ngày là 5 ngàn. Mốt đi bán xôi. Bây giờ mình gắt đường vô, mình gắt cái loại đường này nó nhuyễn. Đường này nó nhuyễn nhừ để cho nó dễ tan. Mình gắt vô mình trộn lên. Này chắc hơi lớn lớn thôi ha. Ừ, xôi mà ngọt quá, ngọt quá ăn ngán. Xôi ngọt quá ăn như chè rồi. Thôi thôi, nghe xôi với mình ngọt quá không ngon. Làm dạng như mà ăn với gà gà chiên. Này có gà chiên ăn ngon nữa. Bắt gà. Gà bắt gà tre có ba kìa vô xong. Gà bên 54 rồi mới bự. Như gà. Bắt gà vô số mỡ. Anh Trung có nào dày hay đâu. Trời nó béo. Ui. Cái này nè, nó ngon lắm. Cái này mình nào ăn xôi, mình nào phải về về ăn mới đã. Chưa hè mát mẻ quất con gì với xôi. Cái nào ăn xôi lấy chén ra đây. Nhi Thắng bán chén 5 ngàn con. Miếng dừa lên. Còn có thêm gì nữa không? Không, bởi vì có đường. Cô Sáu ăn xôi, cô Sáu ơi. Xôi gấp. Vô con ăn mấy xôi rồi Thắng. Trời ơi, ngồi con dưa dừa quá chú ý chú. Hả? Ăn dừa không? Dạ. Vô bảy con cháu đi. Ăn dừa không? Rồi. Đưa tiền đây 5 ngàn. 5 ngàn. Bán đắt dữ ta. Giờ có 2 dĩa rồi, biết ăn dĩa nào. Dĩa bự này chắc thôi ăn dĩa nhỏ đi. Dĩa bự bự quá. Cái hộp rất trang trí. Cái dĩa bự này mời các bạn ăn nha. Xin mời. Ăn bóc cái giống Ấn Độ. Một tay cầm máy, một tay ăn rất là khó. Cho nên cầm muỗng ăn cũng khó, mà cầm đũa ăn cũng khó. Cũng khó nữa. Cho nên ăn bóc là cách nhanh nhất. Ăn mềm cũng ngán lắm. Xôi. Xôi đung đưa. Xôi này mình ăn với đồ mặn gà chiên hoặc là heo quay.
nó đỡ ngán, chứ ăn không này thì nó hơi ngán. Nếu các bạn thấy hay thì like, đăng ký hoặc là share giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.